Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 12 tháng 11, chúng tôi sẽ cho đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng tham dự chung vui với nhân dân tại ngày hội đại đoàn kết được tổ chức ở các khu vực dân cư. Cần duy trì và nhân rộng mô hình tự quản trước cổng trường để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nội đô trong giờ cao điểm. Bộ đội biên phòng Việt Nam và Cục biên phòng Lào tổ chức giao lưu học hỏi giữa các sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tại Thừa Thiên Huế với những hoạt động ý nghĩa. Tin chi tiết, vào tối qua tại di tích Quốc Tử Giám, tuần lễ thiết kế Việt Nam 2022, Việt Nam Design Week lần thứ 3 với chủ đề Những kỳ vọng mới đã khép lại với lễ công bố kết quả và tôn vinh các tác giả sản phẩm xuất sắc. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm có ý tưởng táo bạo, kiểu dạng phóng khoáng, chất liệu đa dạng, trong đó những tác động xã hội như đại dịch, thiên tai, ô nhiễm, phế thải đã thúc đẩy yếu tố trách nhiệm của các nhà thiết kế một cách rõ rệt. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho bài dự thi của tác giả Ngô Gia Khang, Your Choice. Đây là một chuỗi sản phẩm đồ họa nói về sức khỏe tâm lý giới trẻ, tạo ấn tượng mạnh mẽ và để lại rất nhiều suy ngẫm cho các thành viên hội đồng giám khảo. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải nhì, một giải ba, 6 giải khuyến khích và một số giải phụ. Cuộc thi Designer by Việt Nam là một hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ tuần lễ thiết kế Việt Nam do Việt Nam Design Group và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa của Việt Nam bằng năng lực thiết kế, hướng đến xây dựng thương hiệu Designer by Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tham dự chung vui với ngày hội đại đoàn kết tại thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Thôn Bồ Hòn có 68 hộ dân với trên 300 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành đã đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó từng bước giúp người dân không ngừng vươn lên thoát nghèo. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần vượt khó vươn lên của bà con trong thôn, nhất là phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng tham dự chung vui tại ngày hội đại đoàn kết được tổ chức ở các khu vực dân cư tại thôn Thanh Lâm Bồ, xã Phú Gia. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc có sự tham dự của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn. Khu dân cư Thanh Lâm Bồ hiện có 270 hộ với 1.161 khẩu. Trong năm qua, bà con nhân dân trong khu dân cư đã phấn đấu cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động. Khu dân cư trong năm qua đã vận động nhân dân hiến 1.850 mét vuông đất nông nghiệp để mở hai tuyến đường giao thông nội đồng và vận động số tiền hơn 141 triệu đồng để đối ứng bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Những kết quả khu dân cư Thanh Lâm Bồ đạt được hôm nay chính là thành quả của sự nỗ lực đoàn kết cùng nhau vượt khó vươn lên của người dân trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, thời gian tới, khu dân cư Thanh Lâm Bồ tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và động viên các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế và bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, cùng với chính quyền xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sớm đưa xã Phú Gia đạt chuẩn nông thôn mới. Chiều qua, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức trao học bổng tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 77 suất học bổng được trao với tổng kinh phí hơn 1,15 tỷ đồng do câu lạc bộ tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế tài trợ cho 77 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, công ty Nestle Việt Nam là nhà tài trợ quà tặng cho tân sinh viên.
Quỹ khuyến học Vinacam, công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, còn thiếu thiết bị học tập. Đây là sự tiếp sức ban đầu và là nguồn hỗ trợ về mặt tài chính cho các tân sinh viên phục vụ việc học trong thời gian tới. Được biết, Thừa Thiên Huế là điểm trao thứ 3 trong chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm 2022 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển của Báo Tuổi Trẻ. Sau 19 năm thực hiện, học bổng tiếp sức đến trường đã hỗ trợ 22.170 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 162,3 tỷ đồng. Riêng năm 2022, đồng thời cũng là năm thứ 20 của chương trình, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 tỉnh thành đoàn tiếp tục sẽ trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Sau khi Cục Thuế tỉnh tổ chức bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 và quý 3 năm 2022 dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát tỉnh, chiều ngày 11 tháng 11, Cục Thuế tỉnh tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Có 42 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng và nhận giải trong quý 2, quý 3 năm 2022. Có mã số thuế, số hóa đơn cụ thể rõ ràng. Trong đó mỗi quý có 21 giải, gồm một giải nhất nhận thưởng trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng, 12 giải khuyến khích mỗi giải 500 nghìn đồng. Đây là những hộ kinh doanh cá nhân may mắn được lựa chọn từ 28.401 hóa đơn quý 2 năm 2022 và 38.120 hóa đơn quý 3 năm 2022. Khi mua hàng có hóa đơn, mã số thuế và tham gia chương trình hóa đơn may mắn của Cục Thuế tỉnh tổ chức. Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua. Bên cạnh đó, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn quý tiếp theo, chậm nhất ngày 15 của tháng đầu tiên trong quý sẽ tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn của quý trước và trao thưởng cho người trúng giải. Theo thống kê bắt đầu của công đoàn, hơn 240.000 công nhân dệt may, da giày, chế biến gỗ thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam thống kê trong quý 4, doanh nghiệp trong ngành giảm 30% đơn hàng, kim ngạch xuất khẩu giảm từ tháng 9. Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đô đốc công đoàn cơ sở có giải pháp bảo vệ người lao động, tránh dẫn đến tranh chấp ngừng việc tập thể. Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra trong 60 ngày về việc quản lý quỹ phát triển đất và nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các quỹ thuộc diện thanh tra gồm hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời gian trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Hà Tấn Hiền, trú tại xã Ninh Hòa về hành vi vi phạm quy định tham gia an toàn giao thông. Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 9 tháng 11 năm 2022, tại km 17+500 đường rành quốc lộ 1, xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Hà Tấn Hiền điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển số 47F00286 chở 38 hành khách va chạm với ô tô tải mang biển số 73C09701 do anh Nguyễn Anh Hào, sinh năm 1983, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe đi theo hướng ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm hai hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương và nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do ông Nguyễn Hà Tấn Hiền điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế. Những ngày gần đây, với sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông cá nhân đã khiến cho tình trạng ùn tắc giờ tăng tầm tại các khu vực trung tâm, các trường học trên địa bàn ngày càng trầm trọng. Nhiều giải pháp phù hợp điều tiết phân luồng cũng đã được đưa ra. Tuy nhiên trên thực tế, đến nay chỉ một vài điểm trường là còn duy trì được khá hiệu quả, trong khi các giải pháp về hạ tầng chưa thể thực hiện được thì việc nhân rộng và phát huy mô hình tự quản tại các trường học là hết sức cần thiết, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại một số điểm trường tại đường Đồng Đa, từ những điểm tắc nghẽn cục bộ trước cổng trường đã dẫn đến tình trạng ùn tắc trên một tuyến dài, gây khá nhiều trở ngại cho người tham gia giao thông. Mỗi lần mà kẹt đường như thế là rất là khó di chuyển, mà xe thì đông lắm.
Xe là cứ dồn 5 dồn 7 vô là khó đi lắm. Từ đây, rất nhiều trường học đã áp dụng mô hình tự quản trước cổng trường để giảm thiểu ùn tắc. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 1-2 trường còn thực hiện. Trên thực tế, đây là mô hình thực sự rất có hiệu quả. Trường tiểu học Quang Trung là một trong những trường còn duy trì mô hình này để giảm thiểu ùn tắc. Phụ huynh đến đón con sẽ được hướng dẫn đậu xe thành hàng ngăn nắp gọn gàng. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, thì giờ đây hầu như đội tự quản không phải làm việc nhiều. Phụ huynh đều đã tự giác đậu xe đúng nơi quy định. Hàng ngày thì em đi đón cháu thì thấy các bác bảo vệ là sắp hàng này là rất là thuận tiện, việc ra vào ấy. Khi mà các cháu tan trường là rất là đông, nên là thuận tiện cho việc đỡ ách tắc giao thông và nhận biết các cháu. Nhiều khi các cháu là tan học chạy ra cổng ngay là bố mẹ dễ nhận thấy. Xếp hai ba luôn đi thì mình thấy dễ lái xe. Nhưng nếu mà không có xếp đi thì mình để lộn xộn lái xe rất là khó. Nhà trường đã có cái phương án là giờ vào học và giờ tan tâm phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cụ thể là nhà trường là phân các thời khóa biểu, các tiết học là ra về là có 3 tiết và 4 tiết. Như vậy cái lượng lưu lượng mà phụ huynh đón con sẽ được giảm đi. Đồng thời là nhà trường cũng đã tổ chức thêm các câu lạc bộ vào cuối giờ để giúp cho phụ huynh mà có con em đón muộn thì có thể là yên tâm đón muộn để giảm ách tắc giao thông. Ùn tắc trên cổng trường không phải chỉ là thực trạng ở thành phố Huế mà ở đại đa số các thành phố khác trong cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong đó chủ yếu là do nhiều phụ huynh đậu đổ xe tràn ra lòng đường, học sinh ra về một lúc quá đông, trong khi qua đường không theo hàng theo đối. Và giờ ra về của học sinh cùng trong với giờ tăng tầm của người lao động, khiến lượng phương tiện trong một thời gian gia tăng đáng kể. Để giải quyết triệt để thực trạng này thì không chỉ trong một thời gian ngắn, ở đây cần có sự hợp tác cùng giữa nhà trường, Ủy ban nhân dân phường, công an phường, lực lượng cảnh sát giao thông, phòng giáo dục. Thứ nhất là trong một thời gian ngắn thì sẽ thành lập tổ tự quản này thì sẽ có trách nhiệm giải quyết ùn tắc giao thông tại vào các giờ cao điểm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu cho phòng giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức tuyên truyền vào đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học để cho các phụ huynh, giáo viên, học sinh biết được về thực trạng ùn tắc giao thông. Giải quyết hiện tượng ùn tắc trước cổng trường học vẫn đang là vấn đề nan giải của các nhà trường và cơ quan chức năng. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng ùn tắc ở cổng trường vẫn chưa được cải thiện nhiều. Và có lẽ hiện nay, những mô hình như ở trường Quang Trung vẫn là biện pháp duy nhất để có thể giảm thiểu tình trạng ùn tắc trước cổng trường. Thưa quý vị và các bạn, cùng tựa lưng vào dải Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Sekong Salavan có truyền thống hữu nghị hợp tác rất chặt chẽ. Đặc biệt, đối với các lực lượng bảo vệ biên giới, trong những năm qua đã có rất nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ nhau để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Để thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa hai bên, vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Biên phòng Lào đã tổ chức giao lưu học hỏi giữa các sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tại Thừa Thiên Huế với những hoạt động ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn sĩ quan trẻ của Cục Biên phòng Lào đã có nhiều hoạt động ý nghĩa phù hợp với sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam, từ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đến bóng duyên giao hữu, trồng cây kỷ niệm. Những hoạt động này đã thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa hai dân tộc và hai lực lượng gìn giữ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Kiều cấp cùng con heo siêu nọ là nên là nhà Phan Ma hẳn. Trước khi mà chưa kết nghĩa thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác phối kết hợp, trao đổi tình hình và xử lý tất cả mọi cái nhiệm vụ đã tốt rồi, và sau khi kết nghĩa thì cái tình cảm này càng được gắn bó và cao hơn, phát triển cao hơn. Vì vậy tất cả mọi cái tình hình, những cái vấn đề xảy ra trên tuyến biên giới thì chúng tôi đều là trao đổi một cách chân tình, thẳng thắn, thoải mái trên cái tinh thần đoàn kết hữu nghị và giải quyết tốt những cái vấn đề phát sinh trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ hợp tác phối kết hợp giữa hai bên. Về nhận con nuôi và hỗ trợ những gia đình, những cái cháu nhỏ có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn trong cái tuyến biên giới thì đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa, động viên, cổ vũ người dân, giúp cho những người dân yếu thế trong khó khăn trong cái quá trình sinh sống của mình vùng sâu vùng xa, thắt chặt hơn cái tình đoàn kết cũng như góp phần bảo vệ giữ gìn an ninh biên giới. Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất, quân và dân Việt Lào đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc và to lớn về vật chất lẫn tinh thần. Hạt muối cặn đôi, cọng rau bẻ nửa, để việc tiếp bằng anh hùng ca bất tử về tình đoàn kết chiến đấu. Những hoạt động đã mang lại tình cảm gắn bó đối với các sĩ quan trẻ của hai nước. Họ đã cùng nhau trồng những cây xanh, thể hiện tình cảm thủy chung, vun đắp tình hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Su Phan Nu Vong
cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước đã chung tay gây dựng, gìn giữ và dày công vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ và liên minh chiến đấu của cách mạng hai nước. Thông qua chương trình giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ Việt Nam Lào tổ chức các hoạt động như đánh bóng chuyền, trồng cây, thì qua một số hoạt động như thế, bản thân tôi cũng như các đồng chí sĩ quan biên phòng Việt Nam đã có cơ hội được gặp gỡ, nói chuyện với các bạn sĩ quan biên phòng trẻ nước bạn Lào, từ đó hiểu thêm về cuộc sống cũng như là trong quá trình làm việc công tác của lực lượng biên phòng Lào. Qua đó góp phần là thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa lực lượng biên phòng Lào và lực lượng biên phòng Việt Nam, cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia. Tôi cảm thấy rằng đi thì các đồng chí đã đón tiếp rất nồng nhiệt, vui đùn của chúng tôi. Và cái chương trình đầu tiên là chúng tôi đã thi đấu bóng chuyền giao lưu giữa hai đội. Cái chương trình thứ hai là chúng tôi đã đi trồng cây lưu niệm tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, thì đã tạo nên cho chúng tôi cảm thấy xúc cảm về cái sự thân thiết giữa hai lực lượng. Hợp tác quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam Lào. Chuyến thăm hữu nghị của tuổi trẻ quân đội hai lực lượng bảo vệ biên giới đã khép lại, nhưng dấu ấn của hoạt động này đã vun đắp tình hữu nghị hợp tác giữa hai bên ngày càng sâu đậm. Phần cuối là một số thông tin khác. Vào tối qua, trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ 3 và hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham gia hội thi có 56 học viên được lựa chọn từ các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính và các lớp học của trường chính trị Nguyễn Chí Thanh. Sau khi trải qua phần thi viết, ban tổ chức hội thi đã chọn ra 19 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Hội thi lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ giảng viên và học viên với những quan điểm mới của Đảng. Cùng với hội thi, học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 3, hội diễn văn nghệ cũng được tổ chức với sự tham gia của 24 tiết mục do cán bộ giảng viên và học viên các lớp đang học tập tại trường biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư bài bản, công phu với đa dạng các chủ đề như ca ngợi về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về quê hương đất nước, về nhà giáo Việt Nam. Dự kiến hội thi bế mạc và trao giải vào chiều ngày 12 tháng 11. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải cầu lông toàn ngành nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham gia giải đấu có 100 vận động viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 9 cụm đăng ký tham gia với 5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên đã phô diễn tài năng, tính kỷ luật trong lối chơi và cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt. Diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 11, giải đấu là sân chơi bổ ích để các vận động viên được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết trong toàn ngành. Thông qua giải đấu cũng là dịp để ban tổ chức đánh giá kết quả hoạt động tại các cơ sở địa phương để phong trào ngày một phát triển. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.